Kính thưa quý khán thính giả, đài Ngô Tuấn 0881. Hôm nay tôi xin đọc chuyện tiếp, chuyện trinh thám gián điệp của Z28, người đẹp Qui-to của người thứ 8, tiểu thuyết gián điệp. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2016. Hôm nay là thứ ba. Bây giờ là 9 giờ 18 phút sáng giờ Thái Bình Dương. Nhập đề trước khi vào chuyện. Qui-to ở đây không phải là tên người như Văn Bình, Nguyên Hương, mà là tên một thị trấn ở Nam Mỹ, South America. Thủ phủ, nó là thủ phủ của một quốc gia nhỏ bé tí hon. Tiếng Pháp gọi là Ecuador, xích đạo. Tiếng Anh là Ecuador. Tuy tí hon, xứ Ecuador là xích đạo, nằm trên đường xích đạo qua địa cầu Ecuador, và đặc biệt là thủ phủ Quito lại nổi danh trên thế giới vì phong cảnh hữu tình với khí hậu dịu hiền quanh năm, núi non trùng điệp với những cuộc đấu bò rừng, nền văn minh Tây Ban Nha trộn hợp với chất liệu ái tình da đỏ bán khai và hippie của Mỹ quốc. Văn Bình Z28 ít khi đến vùng Tây Bán Cầu, và đây là lần thứ nhất chàng điệp viên hào hoa của các bạn mới ghé Qui-to. Dĩ nhiên Qui-to có nhiều hỏa diệm sơn, cho nên điệp viên Z28 không thể tao ngộ các hỏa diệm sơn tình ái bằng siêu hình thị. Không thể không tao ngộ. Nay tôi xin vào câu chuyện. Chương 1. Sau cơn động đất khủng khiếp, Big Earthquake, bốn bề toàn xương là xương. Foggy, London. Văn Bình đã quen với hành trình dưới xương và cũng phập phồng lo ngại. Xin lỗi quý khán giả. Văn Bình đã quen với hành trình dưới xương, xương là xương mù mà cũng phập phồng lo ngại. Xương mù London kiên cố như bức tường, nhưng xe hơi lại được gắn đèn pha riêng hoặc tối tân hơn, xe có đèn hồng ngoại tuyến. Xương mù trong rừng rậm Đông Dương cũng kiên cố không kém xương mù London. Tuy vậy chàng vẫn không sợ lạc đường vì có thể dùng cây cỏ, tiếng chim muông và thu giữ để định hướng. Ngược lại ở đây không có gì hết, bốn bề toàn xương là xương. Một loại sa mù màu trắng bao bọc lấy đồi núi trùng trùng điệp điệp. Xương từ trên cao tỏa xuống nên lữ khách không nhìn thấy nền trời và không biết được là sáng hay trưa, chiều hay tối, chiều hay sẫm tối. Xương từ dưới đất đùn lên kết thành tấm thảm dài vô tận trên mặt đất. Không những từ trên cao tỏa xuống và từ dưới đất đùn lên sa mù, còn từ nội tâm lữ khách bốc ra nữa, khiến Văn Bình cảm thấy choáng váng và lạnh ớn cả xương sống. Một lý do khác đã làm chàng choáng váng và lạnh ớn thêm, đó là một cây cầu vừa hiện ra trước mắt. Chiếc xe Jeep sơn màu Matiz nhô đầu ra khỏi đám sa mù bầy nhảy, tiến vào một khoảng trống chênh vênh. Đường đi mỗi lúc một lên cao, tài xế vẫn chạy số 1. Động cơ nóng bỏng rên lên thảm thiết, tưởng chừng như tiếng rên
của con heo bị thọc huyết cũng chưa thảm thiết bằng. Văn Bình, Đinh Ninh con đường dốc còn tiếp tục ngoằn ngoèo theo hình chữ chi một quãng nữa. Buru, Buru tên người đàn ông. Buru ngồi bên điều khiển vô lăng, tay lái, cũng nghĩ như chả. Hắn không phải là người sinh trưởng trong vùng, song ít ra hắn cũng am tưởng hang cùng mỏ ngách. Hẹn Quito và Cộng hòa Ecuador, nơi Văn Bình đang vượt biên giới từ phía bắc tới. Té ra con đường phía trước đã biến đâu mất. Trên bản đồ biên giới, Buru mang theo và Văn Bình đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng cây số vuông, không có cây cầu nào hết. Cây cầu có lan can màu đen, nổi bật trên nền sương mù, ảm đạm trắng xóa. Gợi chàng nhớ đến tấm vải, xô, liệm, chôn người chết. Từ hai ngày nay, Ecuador đã liệm chôn hàng trăm người chết. Đám núi lửa nằm im một thời gian, các chuyên viên cũng như dân chúng tưởng lầm, còn lâu chúng mới, tắc oai, tắc oai. Ai ngờ đột ngột hỏa diệm sơn chuyển mình, vùi kéo vùng biên giới vào cảnh hoang tàn đổ nát đầy tang tóc kinh khủng. Văn Bình hét, hét lớn, cẩn thận, cầu gãy. Thật vậy, cây cầu treo leo trong khuôn kiến bẩn thỉu của xe jeep là cây cầu gãy, nửa trước còn dính toàn ten vào mặt đường, nửa sau cột ngủ có lẽ đã rớt xuống vực thẳm không đáy. Tiếng kêu của Văn Bình làm Buru khựng người như vừa ngồi nhằm dòng điện 380 V. Hoảng hốt, Buru bẻ mạnh vô lăng sang bên trái. Bên phải là vực thẳm, bên trái là vách đá. Cho nên Buru không còn cách tự cứu nào khác. Tuy xe jeep chạy chậm, Buru không thể dùng thắng. Vì hỡi ôi, không hiểu con ma độc ác nào đã hành tội giết xe jeep ngay từ khi vượt qua biên giới xứ Colombia vào Ecuador, khiến cho dầu nhớt dị chạy vào bố thắng bên phải. Buru không dám thắng gấp, sợ xe lật nhào. Buru đạp bàn chân trái vào Ambraya, tức là cần số, đạp vào để mà chuyển hộp số của xe, số hộp tay, đạp bàn chân trái vào Ambraya, mắm môi xoay tay lái từ trái sang phải. Văn Bình níu lấy lưng ghế, chiếc xíp tàn tật quay đầu nửa vòng rồi húc vào vách núi. Chỉ một suýt là tai nạn xảy ra nếu hai người không cảnh giác kịp thời cứu cho xe lăn lên cầu, thì phút này đã nằm yên dưới vực thẳm. Văn Bình dùng mình lấy tay giở đẩy, bộ mồ hôi chảy ra ướt đẳng, bánh xe jeep nghiến lạo xạo trên đá nhọn, động cơ rên lên tiếng lửa rồi cầm bật hoàn toàn. Bốn bề toàn xương là xương. Một sự im lặng kỳ lạ đè xuống cảnh vật. Mãi đến khi ấy Văn Bình mới nghe được tiếng gió hãi hùng thổi qua dặm thông bên dưới và tiếng nước suối chảy róc ra, róc rách. Buru thở hắt ra rồi lẩm bẩm, hú vía. Đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà Văn Bình muốn bật cười. Chàng cười vì thương hại cô gái đã nặng lòng với Buru. Buru là tên Nam Mỹ, đọc tiếng Việt là Bú Rùng. Thật ra, về diện mạo cũng như về thân hình, Buru quả là con Bú Rùng. Cô gái nào yêu hắn phải phá kỷ lục về chầy hoặc là thối thân của nàng. Trùng vô diệu. Buru cao như con Bú Rùng của rừng rậm châu Phi,
Tay chân hắn dài, lèo khèo và cong queo như tay chân của khỉ vựa. Mặt hắn mới giống mặt bú rục, vừa dài vừa gậy, môi lại dày và đỏ hòn, lông lá mọc rậm rạp khắp nơi trên thân thể. Hắn mặc sơ mi hở cổ để lộ những đám lông đen xì và cứng nhọn. Con khỉ trong rừng cười the thé ra sao thì Bu Du cũng cất tiếng cười the thé như vậy. Theo lời hắn khoe khoang, nhân tình keo sơn của hắn là giai nhân ở Quito. Quito là thành phố có khá nhiều giai nhân. Nàng được liệt làm giai nhân trong xã hội của giai nhân nên chắc hắn phải có nhan sắc nghiêng nước nghiêng tài. Bu Du nhòm ga mở công tắc cho máy nổ, văn bình đập nhẹ vào vai hắn. Định tự tử hả? Tự tử thì để người đẹp lại cho ai? Và là ai bảo ông là tôi muốn tự tử? Và anh lái ẩu. Ồ, ăn thua gì? Thế nào còn lái ẩu hơn tôi nhiều. Bù Du nói đúng. Trước kia hoạt động ở Viễn Đông, Văn Bình chỉ nghĩ đến bệnh lái ẩu của tài xế taxi Đông Kinh, tức là Nhật Bản. Và dĩ nhiên Văn Bình còn nghĩ đến cả bạn taxi Sài Gòn bây giờ. Nhưng hoặc là Việt Nam bây giờ, nhưng người thứ 8 đã mạn phép kiểm duyệt sự nhận xét này. Không có chuyện đó. Xin Z28 cũng như anh em taxi Việt Nam xin thứ lỗi, họ lái xe đúng kỷ luật, không tai nạn. Giờ đây chàng mới được mục kích tài lái ẩu ở Tây Bán Cầu. Có lẽ vì Nam Mỹ chịu ảnh hưởng của nếp sống lừng khừng và tình ái ướt át của Tây Ban Nha, cho nên đối với họ thì lái xe bất chấp luật lệ giao thông là chuyện rất thường. Trong chuyến xuất ngoại này, Văn Bình đã in dấu chân trên khắp Nam Mỹ, phần vì công tác chuyên môn, phần vì thú lang thang du hí, chàng xê dịch luôn luôn, hầu như mỗi ngày đều có mặt trên phi cơ, tàu thủy, phần lớn là trên xe taxi, vì không đêm nào là chàng không thuê xe taxi để lượn dạo phố phường và tìm kiếm xảo huyệt, tiêu khiển. So sánh với Việt Nam thì giá biểu taxi ở Nam Mỹ rẻ kinh khủng, nhưng trừ giá biểu ra, chàng vẫn khoái cây nhà lá vườn hơn. Loại con cóc của ta có những ghế ngồi nhỏ bé nhưng ít ra cũng là xe chở khách bốn cửa hẳn hoi, trong khi xe taxi ở Ba Tây, Brazil chỉ gồm kiểu Volkswagen hai cửa, phải xô băng trước ra mới trèo lên được xe, và chỉ lên được bằng phía đối diện tài xế. Giai nhân Nam Mỹ nhảy nhót nhiều, ăn cũng nhiều, cho nên cặp mông khá đồ sộ, nhiều nàng có sát thân ghế, váy bay tung tuệ, khiến Văn Bình mất hứng. Taxi Bolivia còn làm chàng mất hứng hơn nữa. Có lần chàng vừa bắt được một bò lạc thơm tho tán tỉnh sắp thành công thì tài xế đậu lại, và một cặp vợ chồng già mặt mũi nhăn nhó nhưng muốn ăn thịt trẻ con lò dò trèo lên. Chàng bị phá đám vì taxi xứ này được phép đậu lại giữ thêm khách ở dọc đường gần như xe lam ở đất Hòn Ngọc Viễn Đông. Tại thủ đô Lima, xứ Peru, tài xế đã lái kamikaze, tức là cảm tử, lại còn vòi vĩnh quá đáng nữa. Taxi không có đồng hồ, bước lên xe khách phải mặc cả, và cuộc kỳ kèo bớt bột thêm hai thường kéo dài. Văn Bình thường đi với bạn gái phải tranh thủ thời giờ nên lần nào cũng phải trả tiền gấp 3, gấp 4. Bu Du có những nét gần giống gã tài xế ba hoa chàng gặp tại Lima, xứ Peru. Lối phát biểu của hắn cũng nhanh như đĩa hát 78 vòng, và hắn lái xe văng mạng không thua Bu Du. Bu Du nhe hàm răng cải mạ lấp lánh
cái răng chỗ chỗ bịt vàng. Xin lỗi ông nhé, Buru đã xin lỗi chàng trên dưới 100 lần, dường như tiếng Pardoneme, xin lỗi tôi, xin lỗi ông nhỏ của hắn chỉ là một hình thức văn tục thượng lưu, nghĩa là ngôn thanh mà ý tục. Tôi xin tạm ngừng.